đến với AHA. Cứ 21:30 tối thứ sáu hàng tuần, quý vị hãy mở lên kênh HTV7. Lúc đó các bạn sẽ thấy chương trình AHA với MC Việt Hương. Các bạn sẽ thoải mái, vui nhộn. Vui thứ nhất là các bạn sẽ nhìn thấy được những hình ảnh và những trả lời bất ngờ của thí sinh. Và vui thứ hai, quý vị sẽ AHA với những gì mình phát hiện ra được. Và vui thứ ba là sẽ thấy Việt Hương tạo dáng trên TV. Và bây giờ sự tự tin của Việt Hương sẽ truyền cho 6 bạn ngày hôm nay đến với AHA. Việt Hương chọn đúng chỗ luôn, chính xác luôn ha. Một người cao, một người thấp luôn ha. Không thích anh Quân lắm đâu nha. Cao quá thì bạn làm nghề gì? Bạn đừng nói tôi bạn làm người mẫu nha anh Quân. Câu đầu tiên đã bị chị bắt thóp này thì em không biết trả lời sao, bởi vì em là người mẫu chuyên nghiệp. Đúng vậy. Và bây giờ các bạn hãy AHA cho anh chàng cao và đẹp trai nhất của chúng ta. Anh Quân nói gì đi anh luôn. Quân? Đẹp trai nhất luôn. Đẹp trai nhất luôn, nãy giờ chị nói đẹp trai nhất. Qua bên kia chị mới nói anh kia đẹp trai nhất. Không, em nghĩ là lời đầu tiên em phải gửi lời chào đến chị. Đúng. Và đến toàn thể quý vị khán giả đang xem truyền hình. Và em là Dương Anh Quân, là hiện đang làm người mẫu chuyên nghiệp. Cảm ơn em. Cảm ơn chị. Chúc em cứ AHA liên tục. Mời Đinh Huy. Em chào chị. Đẹp trai quá. Dạ, em thay đổi thôi. Câu này bị buộc, câu này bị buộc. Hở gặp trời. Trai là khen à. Em chị cũng đẹp quá trời. Thì hôm nay Đinh Huy đến với đây là cùng tham gia game show AHA với mọi người. Thì em cảm thấy rất là phấn khởi và... Huy hy vọng là cùng với lại mọi người sẽ có được những câu trả lời thật là AHA. Và sẽ mang về một số tiền cũng khá khá là AHA. Cảm ơn chị Hương. Cảm ơn Đinh Huy. Và mời Cindy V. Xin chào. Xin chào em. Dạ. Thì em là Cindy V. Đây là lần đầu tiên em tham dự game show, nên hy vọng là mình sẽ làm tốt. Với lại lúc hồi nhỏ thì mẹ mình mỗi lần cho mình tiền đi mua kem hay là gì đó thì mắt mình nó sáng lên, nên hy vọng là tới với chương trình AHA mỗi lần mà có câu hỏi thì mắt mình nó cũng sáng lên. Đúng vậy, mắt Vi sẽ sáng lên để lấy tiền đi mua kem ăn. Cảm ơn nha. Chúc Vi lúc nào cũng có nụ cười tươi như vậy. Và mời bạn Khắc Minh. Dạ, xin chào chị đẹp. Đẹp trai quá. Em là Khắc Minh, hôm nay rất vui khi được tham gia chương trình AHA. Và em hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ và cổ vũ cho cả 6 bạn chơi. Và chắc là khán giả xem truyền hình nhiều thì không thể nào mà không biết cô nàng này. Và Việt Hương không cần phải giới thiệu nữa. Thí Diễm hôm nay có cái nón thấy ghét quá. AHA. Hôm nay tạo được cái nón mới này là để tham gia chương trình AHA này. Hy vọng là cái nón mới này cũng sẽ đem lại nhiều may mắn cho Diễm để có thể AHA nhiều lần trên TV. Chúc em AHA. Và Lân Nhã em nói gì? Dạ em chào chị. Xin chào quý vị khán giả. Thì em thì ở nhà em có xem qua chương trình này trước trên YouTube để mình rút kinh nghiệm. Cẩn thận. Dạ. Người ta có xem trước rồi. Dạ. Nhưng mà em coi hoài em không thấy hình nào. Cho nên em hy vọng là hôm nay mắt em nó đỡ mờ hơn mấy bữa em coi. Để em có thể AHA. Đúng vậy. Yên tâm, không có gì phải lo hết. Các bạn cứ đơn giản nhìn thấy một đoạn hình coi có gì thay đổi, nhìn thấy một tấm ảnh có gì thay đổi, hoặc những mảnh ghép như áo của Việt Hương đang mặc, các bạn cứ ngắm đi, chút nó sẽ loài cái hình ra. Gán nhà. Dạ, nếu các bạn đã tự tin như vậy rồi, các bạn có thể tặng cho Việt Hương một cái gì đó vui vui được không? Để tặng cho tất cả khán giả xem đài và cả vị chị Việt Hương thì hôm nay 6 người chúng em có tập một màn a cappella nho nhỏ thì xin được phép gửi tới tất cả mọi người. Dạ, thực ra cái này nó không phải là a cappella đâu, nó là a cappello. Hơi lỗi. Và bây giờ khi các bạn thoải mái và tự tin rồi thì Việt Hương sẽ nói luật chơi cho các bạn nha. Ở vòng 1 này, các bạn trả lời đúng một câu trị giá 1 triệu đồng. Cứ vậy mà trả lời. Nhưng quan trọng, 6 người chơi, chỉ có 3 người được bước vào vòng 2. Trả lời được đúng 2 câu hỏi đầu tiên thì 3 người bước vào và 3 người kia về. Và bây giờ các bạn đã sẵn sàng cho vòng 1 chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Chúng ta đến với thử thách đầu tiên của AHA. Sự thay đổi của đoạn phim
Trời ơi, mời bạn. Sao lại ở dữ vậy? Nhanh thế. Em thấy sự thay đổi ở cái tòa nhà ở giữa màu nâu, nó cao hơn. Tòa nhà ở giữa màu nâu, nó thêm tầng. Người ta xây thêm lên. Hy vọng là có người cất nhà cho Đinh Huy ha. Và bây giờ đúng hay sai? Sai đi em ơi. Sai. Đinh Huy, em hãy la cái phong cách của em. Đúng vậy. Lên hết cỡ luôn và chúng ta xem lại đáp án. Ôi trời ơi. Em chưa kịp nhìn cái hình là đoán đúng rồi. Đúng vậy phải không các bạn? Thêm một căn nhà. Và bây giờ hãy thật bình tĩnh đến với thử thách thứ hai của chương trình. Tìm sự thay đổi của bức hình. Mời em Cindy V. Ngay cái góc bên trái á, có một cái con tàu nó từ từ nó hiện lên. Góc bên trái có một con tàu hiện lên. Và hy vọng là bạn Huy hồi nãy thì cất được nhà, còn bạn thì mua được con tàu. Và đúng hay sai? Đúng vậy, bạn có quyền. Bạn có quyền làm tất cả những cái điều mà bạn Khắc Minh thấy ghét. Đang căng thẳng và chúng ta coi lại đáp án. Hay quá. Xin đi, bạn rất dễ thương khi mà bạn trả lời được câu hỏi đúng. Thì tôi thấy bốn chàng trai nhìn bạn với cặp mắt rất ngưỡng mộ. Và bạn nhảy rất đẹp. Và tôi hy vọng là bạn nhảy liên tục như vậy. Bây giờ chúng ta đến với thử thách kế tiếp nha. Sự khác biệt giữa hai bức hình. Bạn cực nhanh mắt. Mời Đinh Huy. Em thấy một cái mái vòm nó xuất hiện tiếp ở bên góc trái của cái tòa nhà. Ôi trời. Nhanh như thế mà bạn vẫn nhìn thấy là cái mái vòm xuất hiện bên trái của góc nhà. Và đúng hay sai? Sai đây. Đúng rồi, ôi sai đi. Đúng ngoài vậy. Và lập tức đi bước vào, bạn Huy đã hiên ngang bước vào vòng 2 của chương trình. Bạn đã trả lời đúng 2 câu hỏi. Các bạn khác hãy cẩn thận và xem lại đáp án của chương trình. Trời ơi, cái đó là phải cái máy vòm đâu. Cái máy vòm hỏi gì vậy? Chắc cái dù. Đúng vậy, phải không các bạn? 4 bạn nam, 2 bạn nữ. 2 bạn nữ có 1 bạn có điểm rồi. Diễm ơi, đừng khóc. Cố lên, bây giờ bạn Huy của chúng ta đã bước vào vòng 2 rồi. Có nghĩa là bạn không bấm chuông trả lời nữa. Nhường quyền cho các bạn, cho nên các bạn cứ bình tĩnh. Chúng ta chỉ còn 5 người thôi. Và đến thử thách kế tiếp. Hình ẩn giấu sau những mảnh ghép. Mời em Khắc Minh. Em nghĩ là một cái bông hoa. Một cái bông hoa. Một cái bông hoa màu ở một bông hoa thôi, một cái bông hoa. Nãy giờ là bạn Cindy là mua được tàu, bạn Huy thì cất được 2 căn nhà. Dạ, bạn thì chỉ có bông hoa thôi. Và hy vọng một bông hoa bé nhỏ đã ghi điểm cho bạn, đúng hay sai? Sai quá. Không có tự tin. Mời Thúy Diễm. Em nhìn ra nó có những cái vẫy 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 vẫy. Thì em đoán nó là con rắn. Vẫy 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 con rắn. Rắn màu gì kỳ vậy? Có vẫy 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 cũng có nhiều con khác. Con nhiều con có vẫy nhưng lắm. Cái vẫy của con rắn nó kỳ lắm chị Việt Hương. Nó xếp từng lớp như vậy. Mà đặc biệt là em sợ con rắn cho nên em đoán là con rắn. Nãy như em có thấy con rắn nào mà màu tím hay màu đỏ đâu? Lá lùng. Con rắn nó cũng có nhiều hình màu dấu. Con rắn là được rồi. Để người ta đoán đi. Okay, con đi. Bạn nhìn lên nha, con gì? Đời sai rồi em nói. Đời sai rồi em nói. Vậy thì con rắn đúng hay sai? Thúy Diễm ơi. Đến tiền. Sợ rắn lắm đúng không? Sợ rắn lắm đúng không? Rắn đi, rắn đi. Rắn đi. Trời ơi, sao con rắn màu gì vậy?
dễ thương quá bạn ơi. Và con rắn là ghi điểm cho Tí Diễm. Nhưng chúng ta hãy xem lại đáp án cho chắc ăn. Đúng vậy con rắn. Em mới thấy con rắn màu quá hay. Cái bẫy xin lớp phải không Diễm? Và chúng ta đến với thử thách kế tiếp. Tìm hình ẩn dấu. Mời bạn xin đi. Đó là viên ngọc trai. Đó là viên ngọc trai. Viên ngọc trai. Hy vọng viên ngọc trai đã đem đi. Và viên ngọc trai đúng hay không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng, 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 đúng. Và là ê, chúc mừng em đã được trai. Và chúng ta hãy xem lại viên ngọc trai của Cindy. Cindy đã nhận được trai rồi thấy chưa? Đó. Hiện giờ anh Quân, người mẫu đẹp trai của tôi chưa trả lời được, bạn chưa có điểm. Bên kia cũng chưa có. Rất nguy hiểm. Và bạn cuối cùng Lân Nhã cũng vậy, bạn cũng chưa có điểm. Mắc mờ giống Khắc Minh ít nhất là người ta đã bấm chuông được một lần nhưng mà ta trả lời sai đúng không? Cho nên ba bạn trai hãy nhớ nha, mỗi người phải lấy được về cho mình mỗi người một điểm. Và hiện giờ chúng tôi xin chúc mừng hai bạn, đặc biệt là bạn Cindy đã nắm tay bạn Đinh Huy vào vòng 2 và không cần phải bấm chuông nữa. Mời bốn bạn còn lại tập trung bước vào thử thách kế tiếp. Tìm sự thay đổi của bức hình. Mời Khắc Minh. Dạ không phải chiếc xe lửa nó đổi màu không ạ? Hy vọng các anh sơn đã đổ lỗ một thùng sơn cho bạn. Và đúng hay sai? Đúng không? Các bên đã ghi điểm rồi. Đầu cuối coi bộ coi không được rồi nha. Anh Quân với Lân Nhã làm sao coi cho được nha. Nhã nha. Và coi lại thử coi chiếc xe lửa của chúng ta có đổi màu hay không ha. Hiện giờ ai cũng có điểm. Chỉ hai người đầu và người cuối số 1 và số 6. Lân Nhã và anh Quân, hiện giờ cảm giác của hai bạn như thế nào nè? Em thì em thấy đói bụng quá trời, các chân run quá, xong mắt nó mờ luôn, y chang như mấy lần coi liên quan vậy nha, đừng có đổ thừa. Đói bụng chân run nhưng chỉ có mắt mờ luôn nè. Vậy anh Quân sao? Anh Quân là người cao nhất ở đây, dễ dàng nhìn thấy. Không, nhưng mà em nghĩ là sao, chắc là do cái tầm nhìn của em nó hơi bị lệch so với cả cái màn hình nên chị là dặn em bao nhiêu lần rồi, chị có đẹp cỡ nào đừng có giờ cái tầm nhìn qua đây hết, tầm nhìn thấy không? Chúng ta bước tới với thử thách kế tiếp. Sự khác biệt giữa hai bức hình. Ai vậy? Ai lại dữ vậy? Thúy Diễm. Em thấy sự thay đổi bên nóc nhà phía bên tay phải. Thay đổi gì mới được? Nhanh quá chưa kịp hiện ra nhưng mà em thấy có cái gì đó thay đổi là em chụp, em bấm liền. Và nóc nhà bên tay phải của Thúy Diễm có thay đổi hay không? Đúng hay sai? Chúng ta nghỉ giải lao trong vài phút. Cảm ơn các bạn trở lại vòng 1 của chúng ta. Hiện giờ đã có hai bạn đã bước vào vòng 2. Bây giờ câu trả lời này của Tí Diễm đúng là bạn cũng hiên ngang bước vào. Và tôi cũng rất mong là bạn trả lời sai để hai bạn kia có cơ hội. Dạ em ít có ác nha. Thì bị mê trai. Dạ và bây giờ đúng hay sai, nóc nhà bên phải có sự thay đổi. Có một cái thuyền ở phía bên này của em nhưng mà em không rõ là cái thuyền đấy hình dáng bên như này nào. Bên nào? Bên này. Bên này là bên nào? Thế ví dụ chia tranh làm đôi thì hình như là bên phải. Không phải. Bên phải của ai? Của bà. Rồi và phía phải của màn hình đã tậu thêm một chiếc thuyền. Hy vọng đúng hay sai. Khắc Minh. Dạ em thấy bức hình có thêm núi
có thêm núi. Thêm giống như là em nhìn thì nó chỗ nó trống nhưng mà chút xíu là nó lại che cái chỗ trống. Phải bên trái, bên trên, bên dưới. Dưới biển. Chỗ nào có núi. Tại nãy nhìn sớt sớt qua thôi, thêm thấy có núi rồi. Thấy có núi. Còn mọc ở đâu thì kệ nó. Và có núi hay không, đúng hay sai cho Khắc Minh. Xem lại đáp án nè bạn. Đó. Đúng vậy, đã thêm núi. Anh Quân và Lân Nhã đừng buồn. Hai bạn ra về cùng với Tí Diễm. Riêng Tí Diễm lấy được một điểm tương ứng với 1 triệu đồng. Xin chia buồn và tạm biệt ba bạn. Bây giờ chúng tôi xin chúc mừng Đinh Huy, Cindy và Khắc Minh bước vào vòng 2 của A-ha. Chào đón ba bạn đến với vòng 2 của A-ha. Bây giờ sẽ là luật chơi của vòng 2. Đơn giản thôi, không có khó gì đâu. Đừng căng thẳng, cứ bình tĩnh như nãy giờ đã ngắm mình vậy. Ở vòng 2 này, một câu trả lời đúng tương ứng với 1,5 triệu. Có 3 bạn chơi, chỉ cần một bạn trả lời được đúng 3 câu hỏi lập tức bước vào vòng đặc biệt nếu bạn muốn. Nếu bạn không muốn, bạn có thể bình tĩnh ra về với số tiền bạn kiếm được. Và bây giờ chào đón các bạn đến với thử thách đầu tiên của vòng 2. Tìm sự thay đổi của bức hình. Mời bạn. Em thấy ở giữa bức hình nó xuất hiện thêm một trái cam nữa. Và hy vọng hồi nãy là bạn cất nhà 2 lần bạn đều thành công, và bây giờ lại có người tặng cam cho bạn nữa. Đúng hay sai? Leo lên. Phong cách quá, lần đầu tiên mới thấy một bạn nam cao hơn tôi luôn. Và chúng ta xem lại đáp án coi có thêm trái cam không. Wow, làm sao thấy hay thế. Giỏi quá. Đúng vậy, một trái cam đã xuất hiện. Mời các bạn đến với thử thách kế tiếp. Tìm sự thay đổi của đoạn phim. Mời Đinh Huy. Em thấy ở phía góc bên trái của cái đoạn phim nó có cái ánh sáng nó thay đổi. Ánh sáng thay đổi. Có vệt, một cái vệt sáng nó chạy từ phía bên nó chạy từ một góc bên phải, nó chạy qua phía bên tay trái của em. Rồi, ánh sáng thay đổi ở phía bên phải, đúng hay sai Đinh Huy? Đúng rồi, sai quá. Sai. Dạ, em thấy có một tòa nhà mọc lên bên tay phải. Tòa nhà mọc bên tay phải, đúng hay sai? Làm ơn cất nhà cho Khắc Minh đi, để Khắc Minh khỏe. Đúng hay sai? Và là bình tĩnh xem đáp án. Đúng vậy, Khắc Minh ơi, đã có người cất nhà cho bạn rồi. Và bạn đã cầm lấy 1 điểm. 2 bạn nam đã có điểm, bạn nữ xinh đẹp của chúng ta cố gắng lên, bạn cũng phải lấy 1 điểm nha. Chúng ta hãy tập trung xin đi, nhìn vào màn hình và đến với thử thách của chương trình. Tìm sự thay đổi của bức hình. Mời Đinh Huy. Em thấy cái miệng của cái cô đó, cái răng nó càng lớn lên. Hả? Cái răng nó lớn rồi. Cái miệng có răng lớn lên. Đúng hay sai? Mời đi bác sĩ nha khoa liền. Đúng hay sai? Thiệt không? Thiệt. Thấy gì mà răng lớn lên hả? Bác sĩ nha khoa không chấp nhận ca này. Họ đã chỉnh nha rồi nha. Và hai bạn có thấy gì không à? Xem lại đi. Mời các bạn xem một lần nữa. Sự thay đổi của bức hình.
xin đi. Có phải là cỏ càng ngày nó càng xanh hơn không? Yeah. Cỏ càng ngày nó càng nó càng rực rỡ hơn. Xanh hơn không? Xanh hơn. Rất dễ thương, tả rất dễ thương. Nhúng ba lần hy vọng là lấy điểm cho Cindy, đúng hay sai? Ờ, có rồi. Có không? Sai rồi. Đúng rồi. Nó không có xanh lên. Và Khắc Minh, thì cái áo của cái chị đó, cái lúc cái sọc cao đô nó bị đổi màu không vậy? Cái áo của chị đó thay đổi màu. Khắc Minh ơi, áo chị đó thay đổi đúng hay sai? Thì quá trời. Đúng không à? Đúng, đúng. Đúng rồi đó. Yes. Rất dễ thương. Và bạn xin đi, hãy cẩn thận, chúng ta xem lại đáp án. Và hai bạn hãy cẩn thận, chỉ cần một lần nữa thôi là Khắc Minh sẽ đưa hai bạn về nhà ngủ rất sớm. Chúng ta đến với thử thách kế tiếp của chương trình. Tìm hình ẩn dấu. Cindy, nó là con tôm. Đó là con tôm. Hy vọng con tôm sẽ đem cho Cindy một điểm. Đúng hay sai? Đúng rồi. Lúc nào cũng vậy, Cindy sẽ là cái người chúc mừng rất là dễ thương. Vì có một mình bạn đó là nữ cái chỗ đó thôi, chứ qua bên đây là sẽ không bao giờ dễ thương bằng tôi hết. Bây giờ chúng ta coi lại đáp án có phải con tôm không? Con tôm dễ dễ nhìn ra phải không các bạn? Một con tôm. Bây giờ số điểm đang rất công bằng giữa Cindy và Đinh Huy. Chúng ta đến với thử thách kế tiếp. Sự khác biệt giữa hai bức hình. Đinh Huy, Em thấy sự thay đổi bởi cái khóm lá ở phía bên cái góc phải của bức ảnh. Cái gì em? Cái khóm lá á, cái cành lá. Khóm lá, lá. Dạ. Dùng từ rất dễ thương. Khóm lá đó là từ địa phương. Khóm lá bên phải thay đổi, và cái khóm lá đó có thay đổi đúng hay sai? Đúng không? Sai, 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 sai. Nó bừa. Sai. Mời xin đi. Hình như là hai cái xô của cái cô đó thì một bên nó đổi màu, bên phải nó đổi màu. Hai cái xô, một cái xô đó bị nhúng sơn đổi màu, đúng hay sai? Chết rồi, chết tôi rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng vậy bạn à, rất dễ thương. Và bây giờ, xin đi, hãy tự tin. Em đang ngang bằng số điểm với lại Khắc Minh. Khắc Minh, em hãy cẩn thận nha. Và coi lại đáp án của chương trình. Đúng vậy, cái xô nó đổi qua màu vàng, rất đẹp. Và bạn rất là tinh mắt. Và bây giờ chúng ta đến với thử thách kế tiếp của chương trình. Tìm sự thay đổi của bức hình. Mời bạn, Khắc Minh. Cái bóng của cái tòa nhà nó bị mất đi. Bóng của tòa nhà bị mất đi, đúng hay sai? Sai, sai, sai. Sai rồi. Sai. Mời mà. Hai đáp án thử rồi. Mời bạn Đinh Huy. Sự này cũng rất là khó, thấy cái hình nó rối quá. Nhưng mà khúc cuối cùng bà, lúc bạn Khắc Minh bấm thì em có thấy như là nó có một đám mây nó xuất hiện thêm nữa. Đám mây xuất hiện đúng hay sai? Dạ. Hình như vậy á. Các bạn ơi, ba bạn hiện giờ đang rất cân bằng về số điểm. Các bạn hãy cố lên nha. Chỉ cần một bạn trong ba bạn trả lời đúng thôi là hai bạn kia phải đi về. Chúng ta xem lại đáp án. Trời ơi. Cứ nhìn vô cái tòa nhà không mà. Và bây giờ chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng. Tìm sự khác biệt giữa hai bức hình.
Mời Khắc Minh. Cái áo của chị đó đổi màu. Cái áo chị đó đổi màu đúng hay sai? Không biết. Em nghĩ là đúng á. Em nghĩ đúng á. Em thấy mà. Yes. Khắc Minh. Quá đúng Khắc Minh ơi. Bây giờ chúng ta xem lại đáp án. Đúng vậy, chiếc áo đổi màu phải không bạn? À đúng. Ha ha. Và bây giờ Việt Hương chia tay với hai bạn, nhưng hai bạn đừng buồn, hai bạn đã rất giỏi rồi. Ở vòng 1 và vòng 2, hai bạn đều ghi điểm cao hết và hai bạn ra về với số điểm là 5 triệu đồng một bạn. Xin chào Đinh Huy và xin chào Cindy V. Xin chào. Và Khắc Minh, bạn có quyền quyết định bạn có vào vòng đặc biệt hay không. Trước khi bạn quyết định, hãy thật bình tĩnh nghe Việt Hương nói luật ở vòng đặc biệt. Cũng dễ thôi bạn, không có gì khó hết trơn á. Chương trình sẽ cho bạn xem một đoạn phim. Bạn sẽ kiếm ra 3 sự thay đổi hoặc 3 sự khác biệt. Bạn đặt cược hết số tiền của mình là 6,5 triệu. Nếu lần xem thứ nhất kiếm được 3 điểm đúng, số tiền nhân lên 10 lần có là 65 triệu. 65 triệu. Đúng vậy. Vâng. Nếu xem lần thứ 2, số tiền nhân lên 6 có nghĩa là 39 triệu. Nếu đến lần thứ 3 bạn mới kiếm được số tiền nhân lên 2 có nghĩa là 13 triệu. Dạ. Nhưng đừng lo. Nếu như bạn không thích đặt hết số tiền, bạn có thể đặt ít nhất là 2 triệu. Thì lúc đó trả lời đúng số tiền nhân lên 10 có nghĩa là 20 triệu. 20 triệu. Được chưa? Bây giờ bạn suy nghĩ, bạn có vào vòng đặc biệt hay không? Không nói nhiều, vô luôn. Vô luôn. Không nói nhiều, vô luôn. Chào đón Khắc Minh đến với vòng đặc biệt. À ha. Ha. Chào đón các bạn đến với vòng đặc biệt của à ha. Bây giờ Khắc Minh có thật tự tin chưa? Em đang rất là tự tin. Dạ, dạ. Và cứ bình thường, nhẹ nhàng, chúng ta sẽ tập trung tinh thần nha. Bây giờ bạn đặt cược bao nhiêu? À, vì số tiền của em hồi vòng trước là 6,5 triệu, cho nên là vòng này em sẽ đặt 2,5 triệu để tròn cái tiền của em đem về. Okay. Bây giờ chúng ta thật tập trung để bước vào vòng đặc biệt. Dạ. Trước khi bước vào vòng đặc biệt, bạn hãy thả lỏng, tự tin, nhìn vô người đẹp và nhìn lên màn hình. Đến với vòng đặc biệt. Hết giờ. Ở lần xem thứ nhất, mời bạn bấm chuông. Mời bạn trả lời. Em thấy một ngọn núi ở ngoài cùng bên phải nó cao lên. Một ngọn núi ngoài cùng bên phải cao lên, đúng hay sai? Xua luôn. À, ha. Ba, câu trả lời thứ hai. Cho em coi lại lần. Vậy là bạn mất cơ hội nhân lên gấp 10. Mời bạn xem lần 2. Mời bạn trả lời. Em thấy hình như chiếc tàu nó dài ra. Chiếc tàu dài ra. Và bạn đã chốt chưa? Cho em coi lần nữa đi. Và bạn đã mất cơ hội xem lần 2. Bây giờ bạn bước qua xem lần 3. Và bạn thật bình tĩnh, thả lỏng, ngắm tôi nè. Bình tĩnh chưa? Rồi. Rồi, bắt đầu cho xem lần thứ 3. Mời bạn trả lời. Em thấy có một cái chùm cây nó mọc thêm ở trên núi. Ở trên núi. Trên núi mà nó có chùm cây. Hy vọng. Không phải, một cái đám cây nó mọc thêm. Nó xuất hiện thêm. Đúng hay sai? À,
nhưng không sao, bạn không vào được vòng đặc biệt, nhưng là bạn đã giỏi lắm rồi, chiến thắng ở hai vòng, ở vòng 1 và vòng 2. Bạn có tổng số tiền là 6,5 triệu, bạn cá cược với chúng tôi 2,5 triệu. Bây giờ sau 3 lần xem bạn không xem được gì, bạn vẫn ra về với số tiền là 4 triệu đồng. Chúc mừng bạn Khắc Minh và rất khen ngợi bạn, mặc dù rất căng thẳng, bạn vẫn tìm ra được một câu trả lời đúng. Khắc Minh, bạn hãy xem lại đáp án của chương trình. Đúng vậy, chiếc phao đỏ giữa biến mất, cây cột trên chiếc thuyền biến mất và mỏm đá của chúng tôi đã mọc dài ra. Và bây giờ mời Khắc Minh ra đây. Bạn đừng buồn, bạn đã rất giỏi. Khi Việt Hương chăm chú nhìn Khắc Minh đẹp trai như vậy, cũng như tất cả khán giả truyền hình ngắm anh chàng đẹp trai, mà khi anh ta tập trung thì khuôn mặt rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu. Chương trình của chúng tôi lúc nào cũng đem lại cho các bạn những khoảnh khắc làm cho gương mặt mình cực kỳ dễ thương mà ít bao giờ các bạn phát hiện được. Các bạn hãy tự tin đăng ký gửi về địa chỉ hòm thư aha@dongtay.com.vn. Chương trình của chúng tôi do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình sẽ được phát vào lúc 21:30 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ xin chào tạm biệt và chúc các bạn ngủ ngon, mơ thấy Việt Hương.